chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục qua ha. Thì hôm nay thì anh chủ cái máy mà ECU 98 đầu đỏ ấy các bạn. Thì hôm nay lại khiêng cái dàn lắp lên đặng sửa sạn, chuẩn bị đặng đặt vô cái nền đấy các bạn. Thì mình đang mở ra. Chỗ này có cầu sò ấy các bạn. Sò lòng đó hình như là 1 mét ha. Vỏ composite, vỏ nhỏ ấy các bạn. Cái đường tôm này bằng inox thôi các bạn. Inox toàn bộ hết. Đèn lỗi này vô các bạn, đặng mời đặng gấp nó lên cái nền máy nha. Thì mấy ông anh mình bỏ vỏ máy lên rồi giờ chuẩn bị chạy về các bạn. Và máy này quá nhạy. Wow, xíu nữa tấp vô cái ghe đó rồi các bạn. Đây là cái cửa tô rồi các bạn. Cửa tô đang đặt xuống cái vỏ mà gắn cái những cái máy mà Mitsubishi các bạn. Đây để anh đầu máy Mitsubishi luôn ha. Tôi thì tiện vớt rồi xong rồi. Đây, bây giờ là mấy anh thợ đưa cái máy lên cái dàn nền này nghe các bạn. Căng xong rồi giờ là đi cắt cái miếng bát, làm cái mẫu đặng đi mua cắt cho vừa đặng về đặng gắn vô luôn ha. Đây bình nước ngọt mới nha các bạn. Nước ngọt 225 ha, bình này là 2 triệu mấy ha. Thì cái bát này là để bắt cái bình nước ngọt ở đằng sau này nha các bạn. Cái bố với cái bánh chén với hộp số căng nền căng xong luôn. Giờ là chỉ là hàng cái chân dưới bắt cái bình nước ngọt nữa là xong.
đang đục lấy cái lỗ làm cái dấu nha các bạn. Mình vô cái miếng sắt để mắc cho nó ngay luôn ha, để cho nó giống. Đang chỉnh cái bố cái đuôi bánh chén cho nó ngay với cái hộp số này các bạn. Cái đầu máy với cái nền lắp này là ngày mai là xong rồi ha. Máy này mà quá êm đấy các bạn. Thời đang canh cũng nay ngày mai là xong rồi. Thì cái máy này là đặt xuống cái vỏ là composite là 3 tấn này các bạn. Cái vỏ composite là cả 3 tấn, vỏ 3 tấn chạy cái máy này. Bây giờ là gắt cái bình nước ngọt nha các bạn. Anh mình cũng mới chạy cái vỏ lên nghe các bạn. Vỏ này là ông nói là 3 tấn. Vỏ này chở được cỡ là 3 tấn ha. Thì cái máy cũ thì móc lên rồi. Bây giờ mấy ông thợ cũng đang trong giai đoạn hoàn thành ha. Đưa xuống đây, vỏ này cào sò cào hến nha các bạn. Sớm mình thì làm cái này nhiều. Thì con chiếc vỏ của ông bạn mình ha, mới lên nụ mới đẩy xuống. Giờ chạy lại hàng cái tay lái rồi các bạn. Thì mình quay cái vỏ xíu lại, mình quay cái máy cho các bạn xem. Thì cái vỏ này là chiều dài nó là gần 10 mét đây các bạn. Sơn màu quá đẹp ha, làm rất là sắc sảo luôn. Chiều dài là gần 10 mét, bề ngang là 1 mét 80 mấy nha các bạn. Thì chơi cái nắp hầm luôn. Cái thùng chỗ này là nấu cơm ha. Đây cái thùng chỗ này là nấu cơm. Còn ông bạn mình ông chế ngay chỗ này là làm cái bẩn luôn, bẩn chơi bằng keo luôn. Là để là đựng hến, đựng sò đồ ha. Thì dán máy lót luôn. Đây hàng cái tay để bánh lái này nha các bạn. Hàng đang mình bẻ lái mình chạy. Vỏ giờ thiết kế rất là độc đáo. Đây cái sạp này là lắp bích hết trơn luôn ha, là không có vô nước ngay chỗ mình đứng được. Nước là nó chảy ra đường chỗ mà cái cút bánh lái luôn. Đây cho nước nó chảy ra ngoài luôn, rồi nói chung là trong vòng vòng chỗ này là nước nó vô trong không được, lên là nó tràn ra. Đó nhìn quá êm ha. Đây máy này là máy Trung Quốc nha các bạn. Máy này là máy bạn mình nói máy này là 93. Máy 93. Vàng láp thì bằng kẽm, cái cần vô số bằng inox luôn, cần cung bằng inox. Cái mặt nạ chơi bằng inox luôn. Máy này xài một cái bình xài bình 12. Cập đề quá mới luôn.
cái hộp xấu luôn. Cái máy này là chạy là 3 tu 2 nha các bạn. Này xài bơm 50. Chế cái rãnh wheelie á sao chỗ cái bánh chấn. Rất là tiện luôn. Vàng lớp bằng kẽm, còn bọc tiếp với cái ống mà lên nước thì bằng inox luôn. Quá dữ. Quá trời, quá đầu tư luôn. Chạy viên dịch bằng gì đây không biết, để mình dỡ lên xem ha các bạn. Ê, dịch ba cánh bằng thau. Cái viên dịch máy tắt đây mình dỡ lên mình hết mình xem ha. Cái này cả khoảng là 7 tắc máy rồi các bạn. Máy này xài chắc cũng mới đây, thấy còn quá mới. Mình đi một vòng qua bên kia. Isuzu ấy các bạn. Đây hiệu Isuzu. Nó để nó đóng, người ta đóng trong cái lốc không à, người ta không có đóng trên cái nắp cò ha. Còn thường thường thì nhầm cái nó cũng đóng trên nắp cò, mình dễ dòm. Cái này đóng bên cái lốc. Thì cái hiệu của nó ở trên là nó không có để Isuzu nha. Nó để là GMC. Vỏ đóng nâng cấp lên đây các bạn. Vỏ nâng cấp quá đẹp. Vỏ này là nâng cấp ngay cái xưởng là Huy Na nha các bạn. Huy Na. Vỏ bên đây thì bề ngang nó cũng bằng với bên kia, nhưng mà nó hơi thấp be hơn, bị bên kia mới nâng cấp sửa mũi sửa đầu lại. Còn bên đây vỏ còn hơi nhỏ. Mấy anh thợ đang hoàn thành mấy công đoạn là cuối cùng ha. Chuẩn bị gắn cái ống nước. Ống nước co nước nữa là xong nha các bạn. Rồi thôi clip mình tới đây thôi. Xin chào các bạn nha. Đừng quên đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình.